Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Hồng Định. Ngày hôm nay Hồng Định sẽ lên trên nóc tòa Center 1 ESO Residence Quy Nhơn và quay các hướng của cái tòa nhà này để các anh chị hình dung là khi mình ở trên nóc tòa ESO Residence Quy Nhơn nhìn xuống nó trông như thế nào nha. Và video này cũng để các anh chị mua căn hộ ở tầng 14-15 nhìn xuống mình thấy nó có cao hay không nha. Thật ra thì Hồng Định ở trên nóc tòa nhà, nóc cái tầng thứ 15 trở thành sàn tầng thứ 16 rồi. Với lại Hồng Định đưa cái điện thoại lên trên cao nữa, cho nên hình ảnh nó mang tính chất tương đối thôi nha các anh chị. Đây là hướng đông nam, chỗ Hồng Định đang đứng, đó là căn hộ thứ 15 nha. Và đây cũng là hướng đông nam, chỗ Hồng Định đang nhìn xuống là căn hộ thứ 20 nha các anh chị. Đây là hướng đông bắc, vị trí Hồng Định đang đứng là chỗ căn hộ thứ 13 nha. Đây cũng là hướng đông bắc, vị trí Hồng Định đang đứng khoảng căn 7 căn 8 nha. Đây là góc view của căn hộ số 4 và số 5. Đây là góc view của căn hộ số 1, 2, 3 nha các anh chị. Rồi Hồng Định vừa gửi đến các anh chị hình ảnh các view của tòa Center 1 ESO Residence Quy Nhơn. Quý anh chị quan tâm tới dự án này hãy liên hệ với Hồng Định nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.